Đây là hình ảnh, hình màu gốc chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Đồng bào có thể nhận diện đây là sóng biển, nước biển dâng tới mây. Trong đây có một đầu rồng vĩ đại. Hai con mắt đây, cái đầu rồng đây, là mũi rồng đây. Còn phía dưới này là đầu quỷ Sa Tăng ngay đây, mắt, mũi, miệng rõ ràng. Vùng đất này là vùng đất Trung Cộng, Bắc Hàn, và phía trên này là Nga Xô, bên này là Nhật Bản, phía dưới này là Phi Luật Tân, phía bên này là Việt Nam ở mạng dưới này. Và đây hình chúng tôi làm đậm hơn để đồng bào xem chi tiết rõ ràng hơn. Chúng ta thấy có đầu rồng ở đây, đầu rồng là hút nước đó, hút nước lên đó và để sẽ nhả nước ra. Và phía dưới này thì có đầu quỷ Sa Tăng, mắt, mũi, miệng, thấy thấy mắt mắt quỷ Sa Tăng không? Hai con mắt đó nè. Mũi, miệng đây. Còn đây là nước Nhật Bản, cái bản đồ Nhật Bản đây. Còn đây là Phi Luật Tân. Phía dưới này có một đầu quỷ dưới này nữa, quỷ có sừng đây nè. Còn Việt Nam ở hướng này. Khi sự việc này xảy ra, và chắc chắn sẽ xảy ra, thì lúc đó là lúc mà người dân bản xứ ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu sẽ nổi dậy và sẽ xử tội nặng nề những kẻ độc tài, hung dữ, ác độc, cũng như những kẻ giàu có, hung dữ, kiêu ngạo, ích kỷ bấy lâu nay sẽ đối diện với đời sống vô cùng khó khăn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Chưa kể, những kẻ nào cố ý khinh thường sấm lệnh này thì chắc chắn cũng sẽ gặp những khó khăn vô cùng khốc liệt và kinh hoàng trong cuộc sống ở đời này. Và đương nhiên, sau khi chết, những kẻ khinh thường sấm lệnh này và những kẻ giàu có, hung dữ, ích kỷ, kiêu ngạo, hóng hách, độc tài, ác độc, cộng sản, và cũng như những kẻ tự do quá trớn, hung dữ, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo sẽ bị nhốt chung với nhau một khoảng thời gian rất là lâu. Và linh hồn của những người đó sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ, thiêu đốt nhiều ngàn năm. Nóng lắm. Nóng lắm, đồng bào ơi. Lửa mà màu xanh như thế này thì vô cùng nóng. Và khi linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ đốt, thì mặt mũi sẽ biến thành mặt quỷ Sa Tăng như thế này. Và sẽ bị nhốt chung với nhau, và cũng như sẽ bị ở chung với bọn quỷ Sa Tăng một khoảng thời gian rất lâu trước khi linh hồn có thể được phán xét một lần nữa. Và sự phán xét đó, ngày phán xét đó, thật sự tôi không biết là những linh hồn này sẽ bị giam giữ với nhau bao lâu trước khi được phán xét. Đồng bào tưởng tượng linh hồn bị ở chung với những người thờ ơ vô trách nhiệm, cũng như bị ở chung với những kẻ giàu có, hung dữ, ích kỷ, kiêu ngạo, ác độc, và cũng như bị ở chung với những kẻ tự do quá trớn, hóng hách, hung dữ, ác độc, và nhất là bị ở chung với bọn cộng sản hung dữ, ác độc, khốn kiếp, kiêu ngạo, hóng hách, lừa đảo, vô trách nhiệm, hung dữ, độc tài, thì thật là vô cùng đau buồn, thảm thương, khốc liệt, điêu tàn, ghê rợn, khủng khiếp, chán nản, buồn thảm và sầu muộn vô cùng. Bởi vì sống chung với những kẻ đó thì thật là bất hạnh, đau khổ, ghê rợn, kinh hoàng. Vì thế, tôi khuyên đồng bào hãy sốt sắng nghe lời tôi hướng dẫn mà mau mắn
chấp hành sấm lệnh tôi vừa ban ra. Bởi vì tôi chính đây là vua Việt Nam, Minh Vương Việt Nam, người mà đồng bào Việt Nam chúng ta và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ. Và tôi là người mang những sấm lệnh mới nhất của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Và cha trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi phân phát cho tất cả đồng bào nhân loại. Và đương nhiên, ra lệnh cho tôi mời gọi đồng bào Việt Nam chúng ta nhập cuộc cùng chúng tôi để làm việc phân phát hồng ân sấm lệnh vĩ đại này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Vì thời dũng biểu của nhân loại sắp chấm dứt, có nghĩa rằng là tận thế đã gần kề sát một bên. Cha trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu rỗi nhân loại, đem nhân loại vào sống chung với thế giới thiên loại. Cha trời Giê-xu sẽ đặt thành Jerusalem từ thiên đàng xuống quả địa cầu. Cha trời Giê-xu sẽ đặt văn phòng vĩ đại của Ngài từ thiên đàng xuống quả địa cầu để làm việc cứu rỗi nhân loại chúng ta. Đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn. Đồng bào mau mắn chấp hành gấp. Tôi chính đây, Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, vua phục vụ, chứ không phải chờ người khác phục vụ cho mình, mà tất cả chúng ta đều được làm vua phục vụ cho nhau. Đây là luật lệnh và sấm lệnh đã được cha trời Thượng Đế Toàn Năng chấp thuận và bảo tôi thông báo khẩn cấp cho đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi được biết gấp, và đồng thời kêu gọi đồng bào Việt Nam chúng ta mau mắn đồng hành với tôi, phụ giúp tôi, đồng hành với tôi thông báo những sấm lệnh này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Đồng bào mau mắn vào trang website faithgotjesuschrist.com, copy hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Hình ảnh này để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta. Hình ảnh này đồng bào nhân loại cần có để trong nhà, để nơi văn phòng làm việc của mình, cũng như để những nơi trang nghiêm để nhắc nhở chúng ta về quyền năng vĩ đại và hồng ân thương xót vĩ đại của cha trời Giê-xu ban cho tất cả nhân loại. Tất cả các nhà thờ, tất cả các nhà thờ, chùa chiền, am, tất cả những nơi trang nghiêm thờ phượng cần có hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ và nhắc nhở chúng ta là mau mắn chấp hành sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Sấm lệnh này là sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng kêu gọi nhân loại mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là học hỏi những điều chỉ dạy của cha trời Giê-xu, cùng lúc thực thi theo những điều chỉ dạy của cha trời Giê-xu. Khẩn cấp, gấp rút, bởi vì nhân loại chúng ta đã quá chậm trễ. Những ai biết nhiều thứ tiếng hãy dịch ra.
cho tất cả đồng bào, nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp. Hôm nay là 28 tháng 11 năm 2016. Y sư Thánh Giống tái thế. Kính chào tạm biệt. Kính thưa đồng bào quý mến, tôi chính đây Y sư Trần Quang Đại Việt Vương Đạo Công Bình Bạc Ái. Đây là sấm lệnh. Kính mời đồng bào và kính xin đồng bào và yêu cầu đồng bào mau mắn chấp hành gấp. Kính thưa đồng bào quý mến, vào cuối năm 2009, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã đến với tôi và ra lệnh bảo tôi lãnh nhận ngôi vua Việt Nam. Và đây là sấm lệnh mà tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta cần được biết và cần chấp hành khẩn cấp. Tôi xin trân trọng trao ngôi vua Việt Nam của tôi đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi và nhất là ở tại Việt Nam, để chúng ta cùng nhau làm vua phục vụ cho nhau. Vì thế chúng ta không còn so đo so sánh việc lớn việc nhỏ, mà là tất cả mỗi việc làm tốt lành của mỗi chúng ta với một mục đích chính là phục vụ cho nhau, thì tất cả chúng ta đều đóng vai lãnh đạo công việc tốt của mỗi chúng ta để đóng góp vào việc phục vụ cho nhau, nói riêng là cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta, và nói chung là góp phần phục vụ cho đồng bào nhân loại chúng ta. Và bây giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2016 dương lịch, sấm lệnh của vua Việt Nam ban ra. Là người Việt Nam ở trong nước, mau mắn phụ giúp Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trung ương Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam cùng nhau làm việc với nhau, phụ giúp đồng bào sắp xếp thời dụng biểu đón rước tôi về Việt Nam làm việc gấp. Chúng ta có hai công việc quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế, và chẳng có một công việc nào quan trọng hơn hai công việc này, đó là: thứ nhất, chúng ta thông báo sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại. Sấm lệnh này đã được người Việt Nam chúng ta nhận được trước. Và đồng thời chúng ta có một việc quan trọng nữa, đó là chúng ta cùng nhau làm việc giải tán thế giới cộng sản. Vì thế, đồng bào mau mắn chấp hành gấp. Chúng ta cần thông báo sấm lệnh quan trọng nhất và mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tất cả nhân loại được biết gấp.
Đó là trọng trách quan trọng mà chúng ta, người Việt Nam, vô cùng may mắn. Vô cùng may mắn đã được cha trời Thượng Đế Toàn Năng kêu gọi, mời gọi và chọn lựa dân tộc Việt Nam chúng ta và ban cho chúng ta được biết trước và được nhận lãnh trước những kho tàng vĩ đại nhất từ trước đến nay mà Thượng Đế đã ưu ái ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta được biết trước. Kính thưa đồng bào, tôi chính đây, người lãnh đạo của quân Việt Nam, theo lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã trao phó trọng trách cho tôi làm việc lãnh đạo của quân Việt Nam. Vì thế đồng bào mau mắn chấp hành gấp. Đây là những hình ảnh chúng ta cần copy trên trang website của chúng ta rồi phân phát cho đồng bào ở trong nước, ở khắp mọi nơi được có, được biết gấp. Rồi ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện thì Trung Cộng sẽ rút về nước và thế giới, cộng đồng thế giới sẽ quý mến và kính nể chúng ta. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam mau mắn trao trả quyền tự do của người dân, cũng như đương nhiên trao trả quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam do chính tôi, Minh Vương Việt Nam, Y Sư Thánh Giống, làm việc cùng đồng bào gấp. Nếu các người chậm trễ, thì khi cơ trời chuyển sắp đến, tức là sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, thì lúc đó người dân sẽ nổi dậy và sẽ xử tử hình các người. Còn những đứa nào, con nào chạy ra khỏi nước Việt Nam, ra nước ngoài, thì cũng bị gặp những đại nạn kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Cũng như sau khi chết, linh hồn sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan và sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và mặt mày, mặt mũi, linh hồn sẽ biến thành mặt quỷ Satan rất là xấu xí như thế này. Tôi nói rõ để sau này đừng có trách móc là tại sao Thánh Giống không cảnh báo trước. Tôi nói thẳng luôn cho các người biết, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc và đồng bọn Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam mau mắn nghe lời tôi dạy bảo. Bởi vì nếu các người cãi lời thì chắc chắn các người sẽ bị lần lượt, sẽ bị tiêu diệt bởi quyền năng của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc và cũng như tất cả những anh hùng chiến sĩ trận vong hồn tử sĩ trên khắp các mặt trận, trên các chuyến tiến khác nhau sẽ tiêu diệt các người. Đây là hình ảnh hồn chiến sĩ trận vong đã hiện ra để phụ trợ chúng ta làm việc cứu Việt Nam, tức là giải tán thế giới cộng sản và đuổi bọn Tàu Cộng về nước, và đồng thời dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế là không được phép khinh thường đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta nữa. Nhớ những gì tôi cảnh báo, bởi vì thời giờ của các người sắp hết rồi. Tôi nói trước, đây là hình ảnh hồn tử sĩ triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận, trên khác chuyến tiến khác nhau trên quả địa cầu đã hiện ra trên mây tề tụ đồng hành cùng chúng tôi để làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam. Vì thế các người hãy chấp hành gấp, đây là sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Và đương nhiên đồng bào cũng cần copy hình ảnh của ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong và nhất là hình ảnh cha trời Giê-xu. Ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện thì thế giới cộng sản sẽ tan rã và bọn Tàu Cộng sẽ rút về nước, và đương nhiên thế giới, cộng đồng thế giới sẽ kính nể chúng ta. Đây là ông bà tổ tiên chúng ta đã hiện ra trên mây với vóc dáng ông rồng bà phụng trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On Cao Thị, California. Đây là ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng rất rõ ràng, ông rồng phía trên, bà phụng vàng, bà phụng Việt ở phía dưới, rất rõ ràng, không có chối cãi được đâu. Những ai coi thường sấm lệnh này thì lần lượt sẽ bị cha trời Thượng Đế Toàn Năng tiêu diệt. Tôi nói trước để khi sự việc xảy ra thì đừng có trách móc tại sao Thánh Giống chúng tôi không cảnh báo trước. Đồng bào, những kẻ mà bướng bỉnh cứng đầu coi thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại do tôi lãnh đạo,
và có ý cũng như đang tìm cách để âm mưu ám hại phá phách chúng tôi và cũng như phá phách việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại, thì chắc chắn các người lần lượt sẽ bị hàng triệu 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 hồn tử sĩ, anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt các người. Và sự việc đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên quả địa cầu. Nhớ gì tôi cảnh báo, để khi những sự việc đại nạn xảy ra, các người đừng có trách móc tại sao Thánh Gióng không cảnh báo trước. Y sư Thánh Gióng kính chào tạm biệt. Đồng bào mau mắn chấp hành gấp. Copy những hình ảnh này rồi phân phát cho nhau. Tất cả mọi người cần có hình ảnh này để cùng nhau học hỏi, và nhờ những hình ảnh này mà chúng ta mau tỉnh thức, và cũng như hình ảnh Cha Trời Giê-xu sẽ bảo vệ cho quý vị và gia đình quý vị, và nhất là bảo vệ cho linh hồn của quý vị, nhân loại, được sống mãi mãi thêm đầy ý nghĩa. Nhớ, linh hồn chúng ta thì bất diệt. Sau khi chết, một là được cứu rỗi, sống cùng thế giới thiên loại, hai là sẽ bị rơi vào chốn đau khổ, bị nhốt chung với bọn quỷ Satan vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, vô cùng kinh hoàng, khốc liệt và khủng khiếp. Vì thế, đồng bào hãy mau mắn chấp hành gấp. Tôi chính đây y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam làm việc. Thành ra, làm việc thì phải có chứng cớ, có hồng ân của Thượng Đế Toàn Năng bảo vệ chúng ta. Thành ra, tất cả những phép lạ và những sấm lệnh mới nhất, quan trọng nhất thời bây giờ đã được ban ra bởi hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, thì đã quá đủ chứng minh tôi là ai và tôi đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sắp xếp và kêu gọi cũng như bảo vệ và hướng dẫn tôi làm việc lãnh đạo cứu Việt Nam, và đồng thời kêu gọi đồng bào Việt Nam chúng ta cùng nhau đồng hành với tôi để góp phần làm việc cứu rỗi nhân loại bằng cách là phân phát hồng ân của Cha Trời Giê-xu cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Trên quả địa cầu, trên 7 tỷ người cần được biết hồng ân của Cha Trời Giê-xu đã ban ra cho tất cả nhân loại, và chúng ta cần phân phát cho tất cả đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được có, được hưởng. Vì đây là sấm lệnh và đồng thời đây là hồng ân vĩ đại nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới loài người. Bởi vì thế giới loài người sẽ chấm dứt trong những ngày tháng năm sắp tới. Đó là thế giới loài người sẽ được Thượng Đế Toàn Năng thu xếp, sắp xếp và cũng như cứu rỗi và hướng dẫn, rồi đem vào ở cùng thế giới thiên loại. Có từng có giới, có khoa, có súc sinh, có ác quỷ, có thế giới nhân loại thì chắc chắn phải có thế giới thiên loại. Và thế giới thiên loại sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu để hướng dẫn và cứu rỗi chúng ta và đem chúng ta về sống chung với thế giới thiên loại. Còn những kẻ nào bướng bỉnh không vâng lời thì chắc chắn sẽ bị bọn quỷ Satan nó bắt từ bây giờ, và nó bắt nó nhốt chung mãi mãi sau này thời gian lâu lắm, và linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt như thế này. Vì thế, nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng, hãy chấp hành gấp. Tôi chính đây y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam thông báo và cảnh báo khẩn cấp. Ngày hôm nay là 23 tháng 11 năm 2016. Đây là hình ảnh hương hồn tử sĩ, anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận và trên khắp các chuyến tiến khác nhau trên quả địa cầu đã tề tụ tập hợp lại và đã hiện ra trên mây để đồng hành cùng chúng ta làm việc cứu Việt Nam và đồng thời góp phần làm việc cứu nhân loại theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Chúng ta thấy hình ảnh rất rõ ràng.
khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng. Trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đồng bào mau mắn chấp hành, đồng hành cùng chúng tôi để làm việc cứu nguy Việt Nam và đồng thời góp phần làm việc cứu nguy nhân loại bằng cách là thông báo những sấm lệnh quan trọng nhất và mới nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại. Từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Đồng bào vào trang website faithgodjesuschrist.com copy những hình ảnh này rồi phân phát cho tất cả mọi người ở trong nước Việt Nam được có và được biết gấp và đồng thời phân phát cho đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được có và được biết gấp. Ở đây khi chúng ta chuyển về hướng này, chúng ta thấy một đầu rồng vĩ đại đang phun lửa rất rõ ràng. Đây là một hình ảnh vô cùng đặc biệt mà tất cả nhân loại cần phải học hỏi. Tại sao cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho triệu 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 hương hồn tử sĩ anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây với những vóc dáng như thế này? Đồng bào hãy mau mắn học hỏi chứ đừng có bướng bỉnh, đừng có tối ngày lo học, lo làm theo những cái gì cũ rích. Tức là thế giới nhân loại tiến hóa thì thế giới thiên loại chắc chắn phải tiến hóa trước thế giới nhân loại. Chúng ta giữ những cái gì tốt đẹp của thế giới quá khứ để hành xử cho tương lai. Và đương nhiên đồng thời chúng ta không được phép chối bỏ những gì mới mẻ của thế giới thiên loại ban bố cho nhân loại chúng sinh chúng ta được sống để được tồn tại. Copy những hình ảnh này rồi phân phát cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được có và được biết gấp. Nhất là hình ảnh cha trời Giê-xu, khuôn mặt cha trời Giê-xu. Tất cả nhân loại cần được biết và cần được có hình ảnh của khuôn mặt cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu sẽ bảo vệ chúng ta và bảo vệ gia đình chúng ta mọi nơi, mọi lúc và trong mọi nghịch cảnh. Chúng ta cần có hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu và chúng ta cần học hỏi những điều chỉ dạy của cha trời Giê-xu và đồng thời thực thi theo những điều chỉ dạy của cha trời Giê-xu thì chắc chắn chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi những tai nạn kinh hoàng khủng khiếp khốc liệt sắp xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới ở tại quả địa cầu. Nhớ những gì tôi cảnh báo, đây là sấm lệnh, đồng bào không được khinh thường. Bởi vì những ai khinh thường thì lần lượt những kẻ đó sẽ mất tất cả những hồng ân vĩ đại nhất của Thượng Đế ban cho. Thay vì nhận được nhưng mà lần lượt những kẻ đó sẽ bị mất tất cả. Và thậm chí linh hồn sau khi chết sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và đương nhiên linh hồn sau khi đốt thì sẽ biến dạng thành quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt như thế này. Vì thế, những ai đã và đang khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do thế giới thiên loại lãnh đạo, tức là do cha trời Thượng Đế Toàn Năng lãnh đạo, cùng ông bà tổ tiên mình và cùng hàng triệu triệu hương hồn tử sĩ, anh hùng chiến sĩ trận vong lãnh đạo. Nhớ không được khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại, bởi vì đây là việc làm quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Vì thế, đồng bào nhớ chấp hành gấp, không được khinh thường và ngược lại là phải thành tâm, thành khẩn, ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là đồng hành với tôi
thông báo những sấm lệnh và những phép lạ vĩ đại này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết và được có gấp. Y sư Thánh Gióng, Minh Vương Việt Nam, Vua Việt Nam, kính chào tạm biệt. Kính thưa đồng bào, tôi chính đây, người lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã trao phó trọng trách cho tôi làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam. Vì thế đồng bào mau mắn chấp hành gấp. Thank you.
lạc quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó, đây đây, con cổ nè. Ồ, cái đầu nè, con cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, đúng rồng quá. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng nè, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu nè, mình nè, đó, đuôi kìa. Wow. This is dragon, big dragon, the head right there, the neck and the body right there. Ông rồng vĩ đại ha. Đẹp quá ha. Wow, thấy chưa? Và đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại. Right there. Hôm nay ông rồng vĩ đại nè.
đẹp quá. My goodness. So beautiful. Đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng để chúng ta lập công chuộc tội. Đồng hành cùng chúng tôi phân phát hồng ân vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, ban cho tất cả nhân loại cần được có và cần được biết gấp về những sấm lệnh mới nhất và quan trọng nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại vào thời mạt kiếp này, cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại sẽ tận thế để chuyển vào thế giới thánh đức trong tương lai những ngày tháng năm sắp tới, sắp xảy ra. Và một lần nữa, Cha Trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu một lần nữa. Thời dũng biểu của Ngài sẽ đúng thời hạn, đúng hạn, không chậm trễ. Đó là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đồng bào nhân loại có bổn phận đồng hành với tôi, phụ giúp tôi thông báo cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại. Và đây là sấm lệnh mới nhất mà tôi vừa trình bày. Y sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, kính chào, tạm biệt. Những kẻ nào coi thường sấm lệnh này thì lần lượt sẽ mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho ở đời này, và đồng thời trong tương lai, sau khi nhắm mắt lìa đời, thì linh hồn sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan và linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Và sau đó sẽ biến dạng, linh hồn sẽ biến dạng thành mặt quỷ Satan như thế này trong một khoảng thời gian rất lâu trước khi linh hồn được cứu xét một lần nữa. Đây là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng phán và ban cho tất cả nhân loại. Hôm nay là 23 tháng 11 năm 2016 dương lịch. Y sư Thánh Giống tái thế cứu Việt Nam, lãnh đạo cứu Việt Nam và đồng thời và là vua Việt Nam, cảnh báo và thông báo khẩn cấp đặc biệt cho người Việt Nam chúng ta được biết trước và đồng thời cho tất cả đồng bào nhân loại được biết. Kính thưa đồng bào, tôi chính đây,
người lãnh đạo cứu nguy Việt Nam theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã trao phó trọng trách cho tôi làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam. Vì thế đồng bào mau mắn chấp hành gấp